mà kiểu mà làm lính á, còn nguyên với kiểu người nhà khổ quá, kêu ổng giống như vuốt thịt, vuốt thì bồi dưỡng thôi, nhưng mà ổng vuốt, nhưng mà vuốt sợ tụi công ty, tại mình làm cho công ty mà mình vuốt mà mình làm ẩu quá thì không được, mà nó vô nó cứ tụi nó làm chung với nhau, nó hối ổng giục giục mẹ hai cái bàn tay bàn chân, tối về là nhập ổng luôn á. Mà lúc Đồng kính chào quý cô chú anh chị. Đồng kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Hiện tại Đồng đang có mặt ở Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa. Thì Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa hiện tại đang trong giai đoạn giải tỏa để trả lại mặt bằng cho đô thị cả nhà. Thì hôm nay Đồng sẽ dẫn cả nhà đi gặp một người anh tên là anh Út. Thì anh cũng làm nghề bốc mộ, chăm sóc mộ cũng được hơn 40 năm rồi. Thì trong những quá trình anh bốc mộ thì gặp rất là nhiều chuyện tâm linh rùng rợn và có thể gây lên nỗi ám ảnh suốt nhiều ngày. Thì những câu chuyện đó như thế nào thì hôm nay Đồng muốn cùng cả nhà tới đây gặp anh Út để chúng ta tìm hiểu nhé. Thưa là ông anh đó, là ông làm ở gian quân đội á, rồi trước đó ông thứ tư á, rồi trước đó ông làm á, là xưa mà kiểu mà làm lính á, còn nguyên với kiểu người nhà khổ quá, kêu ông giống như vuốt thịt, vuốt thì bồi dưỡng thôi, nhưng mà ổng vuốt, nhưng mà vuốt sợ tụi công ty, tại mình làm cho công ty mà mình vuốt mà mình làm ẩu quá thì không được, mà nó vô nó cứ tụi nó làm chung với nhau, nó hối ổng giục giục mẹ hai cái bàn tay bàn chân ổng, tối về là nhập ổng luôn á. Lúc ổng ở bên vợ bên là siêu á, về nhập liền luôn, về nhập là đi bằng hai cùi gối hai chân không, chứ hai cùi này đâu có, với hai cái chân đâu có. Đi đi cái bà chị thứ hai nãy trong nhà là bà đó, bà năn nỉ dừng chết luôn mà không có xi nhai vậy đó, nói tôi lính tôi khổ, kể y hệt giống như sáng sau y hệt vậy luôn. Mẹ vô nói mẹ tôi khổ quá mà bốc tôi lên mà anh còn bốc thiếu hai cái giò hai chân, cứ rồi chạy xuống lấy dao chặt hai giò hai chân lại. Rồi bà chị bà năn nỉ quá trời, cảm cũng 2-3 tiếng đồng hồ mới chịu năn nỉ, mới chịu sức nói để sáng lên đào lấy lại, mà đào đi được lấp đá rồi con ở dưới sao mà đào, thịt không có dưới mà thịt đồ hôi lắm sao mà mình đào được đó, đào bên Nghĩa Trang quân đội bên Gò Vấp hôi gình rồi đâu có lấp được, mà năn nỉ rồi cúng rồi mấy giấy như là như mình làm giống như bằng tay giả vậy, mình đốt lại cho người ta thì mới được. À, nghĩa là khi đó bốc mà lấy cốt mà lấy thiếu cho người ta đúng không? Người ta về đòi hả? Không phải lấy thiếu, lấy đủ, nhưng mà lúc mà lóc mấy cái này nè cực quá lắm, không được, mấy cái À, sơ cùi suất một tay chút thôi là với hai bàn chân hai bàn tay, giờ nhập bóng liền luôn. Ổng lúc đó ổng làm á, giờ ổng nhập, hồi xưa tới giờ làm biết bao nhiêu trong ngày, chỉ có mình ông đó là mình nhập thôi, chứ hồi xưa giờ mình làm cũng đàng hoàng đâu có đó. Ổng hoàng cũng làm đàng hoàng lắm, ổng còn bị nhập. ủa anh nhập là vậy là cái người âm nó đòi cắt tay cắt chân ừ ừ người người ta thường đang như đòi bò đi bằng hai cùi gối không à, tại đó lính mà lính mạnh lắm, lính đưa cây đánh giá vợ nói hả mấy cái này không có làm gì được tôi đâu, đừng có làm mấy bên vợ đâu á, bên đạo á đưa mấy đánh giá vô không nói không xin dây gì hết. Nhưng mà với ông anh cũng bà chị nè, bà chị nó thấy vậy quá anh này có chả bảo quỳ quá lại luôn á, mà còn không muốn buông nữa, đá quá dằn con mèo luôn, quá ốm nhộm nhặt vậy đó, mà có hai cái cùi hai chân. Tại lúc đó ổng vừa tắm vừa về giấc tối cỡ sụp tối 4 giờ mấy 5 giờ á, cỡ 5:15-20 vậy đó. Mà tự nhiên cái ổng kêu vợ ổng đi mua bánh ăn, mua giống như mua mấy bánh mang ăn vậy đó. Tự nhiên mua xong cái tự nhiên với ổng đưa hai cùi này ổng cầm với vợ ổng nói sao kỳ cục cái, tại cắt mẹ hết hai cái cùi này rồi là nhập vô luôn ổng rồi đó, mà vợ không biết nhập vô đưa hai cái cùi này, cầm hai cái cùi này không, còn hai chân thì hai cùi gối đi, còn hai cùi gối không à, chứ không có bằng chân đâu đi được, tại nhập với ổng mà ổng đi bằng hai cùi gối với hai bằng chân. Cái người đó là như thế nào với anh hả anh? Ai cái ông mà nó chết Bác là ông Hồ đó là thứ tư thứ tư, còn à. cái em ở đây là thứ mấy? Này là cháu À, cháu hả? à. Dạ. Rồi cuối cùng khi mà bị nhập vậy anh thì mình có kêu thầy cúng hay là có cách nào
thì không mình bà chị mới cũng gian xin với bên vợ ông mới gian xin quỳ muốn lại luôn á, tại lính linh lắm, lính nhỏ mà chết ngày xưa, lính xưa chết linh lắm. Nhưng mà ngập như vậy thôi bà chị mới cũng gian xin quỳ lại muốn dừng chết luôn á, rồi xuống rồi chạy xuống giấu dao á, chạy xuống bò xuống dưới. À, nghĩa có nhập xong thì họ đi tìm dao anh? Ừ, nhập xong đi tìm dao để cắt lại hai cái tay hai chân lại á, trả lại á. Nhưng mà bà chị mấy bà chị rồi ai ôm muốn được ôm hắt ra mạnh lắm, mà không hên là không có hai cái tay với hai cái chân á mà hắt không ai ôm nổi hết. Ồ, dưới xong bà chị bà mới thấy vậy mà xin bà quỳ bà lại, trời ơi đá bà mấy biết bao nhiêu cái luôn á. Đá bà văng luôn hả? Ừ, mới nói đá trong khi đó em chị cắt tay chân tôi bỏ, bây giờ tôi phải lấy lại như cũ cho tôi chứ. Rồi bà ông cứ nhập xuống dưới bò xuống dưới bếp, bò xuống dưới bếp. Chắc bò đi tìm dao. Ừ, tìm dao á. Để cắt á. Ai ôm vô hắt văng mà không ai ôm nổi luôn hả? Đâu có ai ôm nổi đâu, ba người ôm còn không được nữa. Nhập vô tại lính mạnh lắm, lính còn trẻ mà lúc đó lính nó chứ hai mấy tuổi, 30 tuổi rồi lại. Trong cái lần bốc mộ đó thì anh có tham gia không? Không, lúc đó ông đó là ông thứ anh, ông bốc ở bên đó, ông bên Gò Vấp là bốc lính. Dạ. Rồi khi mà về đây bị như vậy thì anh mới biết. À, chứ lúc đó anh cũng không có tham gia bốc. Không, không có tham gia. Ổng tại vì ổng bốc chung với như đóng bốc tụi bốc mộ là cũng như công nhân nọ cũng bảy mấy người nhưng mà chia ra làm vậy đó. Ngày cũng như là mấy chục cái thì một cái vậy là mấy người làm vậy đó. À, nghĩa là công ty nhận đúng không? Xong rồi đưa cho nhân viên. Nhưng mà có một cái là ổng dám làm thịt đồ thôi, mấy người kia đâu dám đâu. À, nghĩa là cái xác nó còn nguyên nên phải lóc thịt ra. Ừ, tại vì khổ quá, sang hòm thì không đủ tiền. À. Hồi xưa ví dụ là nói sang hòm đâu đủ tiền, như xưa sang hòm là như có 2 triệu đi, ví dụ. Hồi xưa sang hòm thì rẻ lắm. Sang qua như 2 triệu mà gia đình khổ quá rồi, không có chịu nổi sao. Nhường lóc thì cho chừng mấy trăm ngàn bạc bồi dưỡng lấy xương thôi. Ờ, mình lấy xương thì mình bỏ vô cái vỏ. Còn hỏi mình muốn sang hòm là phải mua cái hòm lớn. Sang qua mà tốn tiền nhiều lắm. Người nhà đâu có tiền đủ khả năng đâu. Mình mới kêu làm. Nó ổng nói trời ơi má tôi năn nỉ quá trời luôn mà còn không chịu nữa. Mà thiệt y chốc luôn á. Tại vì ông anh á, ổng lúc ổng sức ổng đi làm á. Là ổng chỉ biết là đi làm thôi. Ổng chỉ biết đi làm thôi nhưng mà kể là cốt chuyện chán là sáng ông tỉnh rồi đó, là ông lên chợ ảnh đó, à, hỏi lại dân trong văn phòng á, hỏi lại y hệt luôn đó, ừ đó có bà già mới lên mới năn nỉ lính nhiều quá trời, mình nói mà không có nó dám nói nhập không, nói vậy nó ừ bả lên mới năn nỉ quá trời, bả ông khổ lắm, ông tiền thiệt y hệt luôn, kể sao là về nhập nói y hệt vậy á, ông chạy miếng nào. Rồi là người anh có quay trở lại đó tìm rõ tìm mà tìm không được mà phải giải cúng rồi đó, chứ bây giờ lấp đá đồ xuống hết rồi mà thịt sâu lắm nhỉ? Với thịt ở dưới không mà sao mà lấy được. Ủa anh khi đó là lóc mình thịt lấy xong xương, là mình lấy xương thôi à, bỏ thịt lại vị trí ban đầu hả? Chỉ lấy xương về thôi. Ờ lấy xương thôi nhưng mà tại cái cùi này nè lóc sao ổng quên ổng bỏ luôn mẹ, hai cái cùi tay với hai cái cùi chân em nghĩ là do là hai cái cùi tay với hai cái cùi chân là thịt nó dính gân nó nhân khó, dính quá lóc không nổi nên là làm nhanh nên là trơn quá nắm cũng không được nữa. Trơn lắm nắm nó không được đâu mà tính làm lẹ tại cũng sợ nhiều khi tụi nó vô nó thấy nó phạt rồi nó đuổi nghỉ nữa, tại làm giống như là cái đó làm giống như trong công ty công nhân. Nhưng mà người anh lại không biết là khi mình lấy thiếu của người âm vậy thì họ sẽ về đòi đúng nhân. Đúng rồi, ổng cũng nghĩ đơn giản là gì nghĩ ổng nghĩ đơn giản nhưng họ về đòi ổng. Ổng giờ ổng hết hồn luôn. Rồi lần đó ổng sợ luôn tới. Ổng giờ lần đó ổng quá sợ luôn. Rồi sau đó anh đó có còn dám làm nghề nữa không hay vẫn tiếp tục anh? Thì sau này ổng cũng dám nhưng mà ổng cũng làm đàng hoàng nhưng mà ổng không dám cái kiểu lóc giống vậy nữa. Yeah. Giống như là còn phải sang hồn qua chứ ổng dám lóc luôn. Ờ chứ ổng không dám làm vậy nữa. Cũng như còn bây giờ chủ có yêu cầu nữa cũng ổng cũng nói thôi giờ sang hầm qua chứ giờ
Bởi vậy mà mình làm, em thấy làm cái công việc gì mà bình thường liên quan đến người sống thì nhiều khi mình làm không tốt nó không sao hết á. Nhưng mà làm cái công việc liên quan đến người âm á, mà mình làm ẩu á, thì là chắc chắn là sẽ đúng có rồi. Cái phần tâm linh. Tại lúc đó thì ông thứ tư ổng nghĩ đơn giản phải không, mà đâu có nghĩ về mà tới nhập như vậy. Mà lúc đó cái nghề đó làm cũng lâu rồi, ông anh cũng làm đó lâu rồi, mà ổng chỉ sơ sức có cái đó chút xíu mà về nhập học là ông tưởng luôn. Tới sau này là ví dụ làm lóc xương lóc gì ổng ghế tới ổng dám luôn á. Yeah. Như đào rồi thì ai muốn bóc bóc chứ còn ổng ghế tới nữa. Thì trước là ổng làm ổng bóc luôn, ổng đang đào ổng bóc rồi xác rồi ổng bóc hết. Sau này ổng làm cái đó rồi ổng tưởng luôn, bỏ luôn, không dám mà gỡ tới gỡ lui gì mấy cái vụ đó nữa. Còn về bản thân của anh á thì anh cũng làm rất là lâu rồi. Thì khi mà anh đi bốc mộ hay là làm cái công việc như vậy thì anh có cũng có gặp những cái câu chuyện gì mà nó làm cho anh phải nhớ hoài không anh? Có những cái lần bốc mộ nào mà nó đặc biệt làm cho khi nhắc đến cái nghề anh là anh sẽ nhớ không? Có làm lần ở bên đây nè, nhưng mà mình làm thì làm đàng hoàng. Tại lúc mà làm lóc xác bà đó chết 13 năm. Nhưng mà bà còn bự con lắm, bà còn cả trăm mấy ký á. Nhưng mà tại vì có hai đứa con trai. Bà có hai đứa con trai mà khá lắm. Nhưng mà muốn bốc bà về xong bé chôn lại. Tính chôn lại thôi. Nhưng mà ở chảnh nó đặt cái quách có chút xíu ở đây thôi. Xây sẵn hết chảnh rồi. Mà ông ngồi xuống đây làm á, bà còn nguyên, bà còn đến trăm mấy chục ký lắm mà. Mà cái tay bà bự bằng cái chân mình á, cái tay bà bự bằng cái chân mình mà bắt đùi này nè, đưa lên. Cái ông anh kế làm với cái mấy người miên ở bên đó mà tháng 11 á, lại nó làm mã, nó lại nó coi á. Nó ói quá trời ói, nó bệnh luôn, bệnh từng luôn mà. Cái tay bà dài vậy nè, đốt tay bự nè, tay bự lắm. Rồi kêu nói bây giờ yêu cầu thôi giờ tôi không lóc đâu, lóc lại với hai đứa con, kêu thôi giờ lóc bỏ ra đi. Mà nói thôi tôi không làm cái này đâu, mà giờ năn nỉ quá rồi sao giờ, với thằng chủ bản mình cũng làm công cho nó kêu thôi vậy làm cho người ta đi. Trời, mua mấy dao Thái Lan về cắt đâu có xi nhê gì đâu, mua 5-6 con dao về cắt những miếng thịt dục là thịt nó săn lại hay gì. Thịt nó bự quá còn tươi lắm, thịt nó đỏ chói mà, thịt nó tả bả cái tay bả bự bằng chân lóc bả lóc mà lóc đâu cũng dừng 3 tiếng mấy mới xong. Mà lóc xong rồi bộ xương bả bỏ vô cái quách nhỏ và không lọt nữa. Và khi anh tham gia lóc vậy là bao nhiêu người lóc bộ? Có mình làm bữa lóc. Anh lóc luôn. Ừ. Đúng mấy ông anh cũng ói quá, ông chạy mất mẹ hết rồi đâu chịu nổi đâu. Ói giờ mà ói lên ha, không chịu nổi. Coi đâu không, hai đứa con trai đứa bả giờ mới vô giờ một cái quảng hồn chạy ra mất tiêu luôn, chạy mắc xác ở ngoài đường luôn. Khi anh dở cái bịch ra thì cái xác nó chắc còn nguyên vậy, còn nguyên bả giống như bả ngủ vậy đó. Dạ. Yeah. Là mọi thứ còn nguyên hết hả? Giống như bả ngủ bình thường vậy đó, đã ruột còn mà cắt ruột rồi nó xà cái ruột ra còn nguyên mà. Tóc tai hay mọi thứ đều nguyên hết anh? Còn đã nói ruột còn là tóc tai xi nhê gì đâu. Mà bà đó bự con á, mà đó là mấy đứa con mới nói bà bị hồi đó bà bự rồi, nhưng mà bà bị tiểu đường, bà có 1 tháng bà chết. Bị tiểu đường không biết sao bà quẹt đường đi gì á, bị chạy có chút xíu mà về làm độc bà sao bà chết luôn. Mà chôn cất là đã lâu chưa anh? 13 năm. 13 năm mà vẫn còn nguyên. Ừ. Hầm rồi mục nát hết. Nhưng mà nó gói ba bọc ni lông, gói tới ba bọc luôn. Mà cái mã thì đơn sơ lắm, mã đất đơn sơ lắm, không có cái gì mà mã xây đẹp đẽ gì. Rồi 13 năm hòm đồ mục nát hết. Ừ. Chỉ còn cái người mất đó là còn nguyên vậy. Ừ. Hòm thì mục nát luôn á, nhưng mà còn nó liệm tới ba tấm ni lông không ra hơi. Chắc không... cái do liệm khí quá. Liệm với hồi lúc mà hòm nó sụp á, hòm nó sụp với đất nó ép lại nữa, ép lại cứng ngắc vậy đó, là đâu có bung hơi ra được đâu. Còn nguyên. Mà em có nghe đến những cái mộ gọi là mộ kết á anh, giống như là mộ kết mối hoặc là mộ kết thủy. Thì khi mà mộ kết thủy á là nó có cái giống như ngay cái mạch nước nào đó đó, cái nó có một cái màn nước nó sẽ bao bọc cái phần thi thể lại. Thì anh lúc đó anh đào xuống anh có gặp nước không? Có không, có ở đây tháng mưa mới có nước. Vậy tháng không? Nắng không có, tháng mưa là có khi hập xuống lặn môi lên nữa chứ lấy đâu có tới.
như sâu quá đó mình moi không tới, có khi phải hụp cái đầu xuống nín thở luôn mới moi lên mới được. Chứ đâu phải mình nói lấy đơn giản là thắng mưa lấy cực lắm, có khi nó lỡ tùm lum tùm la hết, lỡ nguy hiểm lắm. Hỏi mà mình làm mà lỡ nguy hiểm mình không coi, nó lỡ rồi nó lấp mình luôn á. Mua nguyên cái mã xây nó úp xuống rồi lấp mình chết dưới luôn á, chứ mình lấy lên không kịp luôn á. Như vậy là mình sẽ chọn cái thời điểm mà để bắt ngộ thường là vào mùa khô. Mùa khô với phần không phải mình chọn, nhưng chủ nó yêu cầu sao mình làm vậy thôi. Mình xui thì mình nhiều khi chủ nó coi ngày coi tháng rồi mình làm đúng ngày ngày nó thắng mưa. Trời ơi, hỏi mà làm thắng mưa cực lắm, nội cải nắp hòm nồi lên không cũng cũng không thấy đường cải nữa, là phải lặn sâu xuống này. Lặn sâu cái mình moi lên em mới tới. Em thấy là nhân ha, khi anh thấy khi mà đào cái mộ lên á, cái nước đó từ trong cái xác nó hơi ra, nước rất là đen đen ngòm. Hồi lắm nó mà có màng mà. Mà khi mấy anh lặn xuống đó cũng nghe cũng ghê ghê. Dạ lắm chứ phải mà mình công việc của mình buộc phải làm thôi. Anh có bảo hộ bằng cái gì không anh? Bao tay, khẩu trang rồi không? Có nước không mình đeo cũng như không thôi. Phải lặn ngập sâu xuống dưới cái nước đó mới. Trừ khi lần nào mình lấy lên bờ á, mình kéo được lên bờ á thì mình mới đeo bảo hộ rồi vô, chứ còn như vụ mình hụp dây đâu có không có đeo gì được đâu. Nước nó cũng vô hết rồi, mình đeo bao tay nước nó cũng vô. Ủa anh khi ngập khi mình phải lặn sâu như vậy đó thì em thấy cái mùi hôi nó vướng trên cơ thể chắc cũng phải cả tuần mới hết anh nhỉ? À, đúng rồi, bây giờ tắm cả tuần chưa hết, nó hôi lắm, chứ không nói là cái thịt người mình nó dính vô lâu lắm. Vậy rồi khi anh về thì anh tẩy uế cái cơ thể của mình bằng cách nào anh? Như dụ mình ra giả bộ mình ra ngoài tỉnh Tây rồi mình mua thuốc giống như nhiễm chợ nhiễm trùng rồi như mua thuốc rồi cho nó sạch sẽ chợ nó vô người mình á, cho mình uống hờ vậy thôi. Chứ mình phải uống chứ giờ mình không uống đâu có được đâu. Nhiều khi nước dơ hay gì trong vô mình đâu có biết được đâu. Mình phải cũng mua thuốc rồi mình uống cho. Thì sau khi những cái công việc đó làm á thì bắt buộc anh phải làm vì nghề của anh rồi. Rồi phải thì buộc về làm. Về chắc anh cũng phải ngủ riêng với vợ con nha, đâu có dám ngủ chung tại vì cái mùi cơ thể